câu 39. Trong không gian O, X, Y, Z cho mặt cầu S, X cộng 1 bình cộng Y cộng 1 bình cộng Z cộng 1 bình bằng 9 và điểm A. Xét các điểm M thuộc mặt cầu S sao cho AM tiếp xúc với S, M thuộc mặt phẳng. Có phương trình là, thì để giải quyết bài này các bạn vẽ một cái hình tượng trưng ra, thì mặt cầu thì mình vẽ là một cái hình tròn, được chưa? Có tâm Y nè và một điểm A, thì mình thấy rằng điểm A này có tọa độ là 2, 3, 1, không thuộc mặt cầu S. Điểm A không có thuộc mặt cầu S, được chưa? Bằng cách là thế cái tọa độ điểm A vào S thì không thỏ, được chưa? Rồi M là tiếp điểm, thì AM sẽ vuông với MI, được chưa? Đây bán kính nè, đây là tâm nè, đây là điểm nè, được chưa? Vậy bước đầu tiên các bạn sẽ tính được đoạn AM bằng cách dùng định lý Pythagore, thì sẽ bằng căn AI bình trừ cho IM bình, được chưa? Sẽ bằng, được chưa? Đó, thì điểm A của mình là điểm cố định, M là một điểm di động, được chưa? Thì A cố định nè, M di động, nhưng cái đoạn này cố định, cái đoạn này cố định. Vậy trong không gian có một điểm cố định và một đoạn không đổi. Xin lỗi, đây là không đổi nha các bạn, không đổi. Đoạn là gọi là không đổi. Không đổi. Thì ta sẽ viết được mặt cầu có tâm A và bán kính là M, bán kính là AM, được chưa? Vậy M cũng thuộc mặt cầu S phẩy và M cũng thuộc mặt cầu S. Vậy mình giao hai hàng này lại, giao hai hàng này lại chính là cái mặt phẳng mà cần tìm, được chưa? Đó là cái hướng giải của mình. Rồi bắt đầu, thì bước đầu tiên các bạn sẽ tính được IA, vector IA. A của mình có tọa độ là, thì bước đầu tiên mình mặt cầu S mình trước đây, S của mình tính đây, mặt cầu S là X cộng 1 tất cả bình cộng Y cộng 1 tất cả bình cộng Z cộng 1 tất cả bình bằng 9. Khi dựa vào đây thì các bạn sẽ có S, có tâm này, đây tâm Y là trừ 1 và trừ 1. Bán kính R bằng căn 9 là bằng 3, được chưa? Rồi vậy mình sẽ tính được vector IA, lấy tọa độ điểm sau trừ tọa độ điểm đầu, vậy là 2 trừ cho trừ 1 là 3 nè, đây là 4 nè, đây là 0 nè, được chưa? Rồi thì tính được độ dài vector IA bằng căn 3 bình cộng 4 bình cộng 0 bình, hoành bình cộng trung bình cộng cao bình lấy căn, vậy sẽ bằng bao nhiêu ạ? Bằng 9 cộng 16 là 2, căn 25, căn 25 bằng 5, được chưa? Rồi thì từ đó mình sẽ tính được AM bằng căn IA bình trừ cho IM bình, vậy bằng căn của 5 bình trừ IM chính là R là 3 bình, vậy bằng 25 trừ cho 9 còn lại căn 16, căn 16 ra 4, vậy độ này bằng 4. Vậy từ đó mình sẽ có mặt phẳng S phẩy, mặt cầu S phẩy có tâm là điểm A là 2, 3, 1 và bán kính AM bằng 4. Thì từ đây các bạn sẽ viết được cái mặt cầu S phẩy sẽ bằng x trừ 2 tất cả bình
cộng y trừ 3 tất cả bình cộng z cộng 1 tất cả bình bằng 16, được chưa? Sau đó các bạn sẽ tìm mặt phẳng B bằng cách là giao S với lại S phải lại, bằng cách là các bạn quan sát nè. Đó, các bạn viết là mặt cầu S, đây S phải rồi, các bạn viết là mặt cầu S nữa, viết là mặt cầu S là x trừ 1, xin lỗi, x cộng 1 tất cả bình cộng y cộng 1 tất cả bình cộng z trừ cộng 1 tất cả bình bằng 9. Các bạn kiểm tra là đúng không ạ? Rồi, đúng rồi. Thì các bạn thấy nè, hằng này hằng S phải trừ S nè, thì cái này mất nè, được chưa ạ? Vậy các bạn sẽ thu gọn lại được là S lấy S phải trừ S trừ S, được chưa? Vậy ta sẽ có là x trừ 2 tất cả bình nè, trừ cho cái này là x cộng 1 tất cả bình nè, cộng y trừ 3 tất cả bình nè, trừ cho y cộng 1 tất cả bình nè, bằng 16 trừ 9 là được 7 nè. Rồi các bạn tiếp tục khai triển hằng thức là x bình trừ 4 x cộng 4 trừ cho x bình trừ 2 x trừ 1 cộng y bình trừ 6 x cộng 9 trừ y bình trừ 2 y trừ 2 bằng 7. Đây 1, các bạn xin lỗi 1. Rồi các bạn rút gọn nè, đây rút nè, đây rút nè, được chưa? Đây với đây ra là trừ 6 x nè, đây xin lỗi, đây là chữ y nha các bạn, đây chữ y mình sai chỗ này, đây với đây là trừ 8 y nè, được chưa? Rồi đây 4 nè, trừ 1 còn lại là 3 nè, 3 cộng 9 là 12 nè, 12 mà trừ đi 1 còn lại 11 nè, bằng 7, chuyển 7 qua vậy là trừ 6 x trừ 8 y còn lại là cộng 4 bằng 0. Thì các bạn rút gọn cho 2 luôn, vậy mình còn lại là bao nhiêu ạ? Trừ 3 x trừ 4 y cộng 2 bằng 0. Rồi các bạn kiểm tra lại đáp án nào đúng. Và các bạn thấy rằng ở đây không có dấu trừ trước hằng x, y thì các bạn nhân thêm trừ 1 cho 2 vé, vậy là ra 3 x cộng 4 y trừ 2 bằng 0 nhân cho trừ 1 cũng bằng 0. Và các bạn chọn đáp án nha các bạn.